Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, phát thanh, một trong những loại hình báo chí lâu đời nhất đang đứng trước nhiều thách thức để phát triển. Với chủ đề Phát thanh chính là bạn, Ngày Phát thanh Thế giới muốn tập trung hướng tới sự tham gia thường xuyên, tích cực của bạn nghe đài vào phát thanh, coi thính giả là yếu tố quan trọng để đổi mới và nâng cao các chương trình. Bên cạnh đó, các đài phát thanh cũng phải lắng nghe thính giả, tạo diễn đàn bày tỏ quan điểm để nắm bắt được nhu cầu của thính giả và điều chỉnh sự phát triển của phát thanh cho phù hợp. Trong cái chiến lược phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam hiện nay thì chúng tôi đang đặc biệt quan tâm đến cái việc mà làm sao phục vụ các cái đối tượng thính giả của đài trong cả nước và nước ngoài. Và nếu như mà chúng ta không tiếp cận được với thính giả thì có nghĩa là chúng ta dù chúng ta làm chương trình tốt đến đâu thì chúng ta cũng không thành công. Mà công chúng là đối tượng hướng đến, là cái mục tiêu mà phục vụ của chúng ta. Mà tôi xin nói rằng đấy là cái đối tượng phục vụ cao nhất của chúng ta. Cũng tại lễ kỷ niệm đã diễn ra hai phiên họp chuyên đề với chủ đề Phát thanh chính là bạn và truyền thông tăng cường bình đẳng giới. Đây là diễn đàn hữu ích để những người làm phát thanh học hỏi, giao lưu và chia sẻ về tương lai của phát thanh trong thời đại hội tụ truyền thông hiện nay. Kênh VOV Giao thông của chúng tôi chẳng hạn, thính giả chiếm đến 70% nguồn tin của kênh VOV Giao thông. Nhu cầu của thính giả tạo nên những cái format chương trình mới xuất hiện thường xuyên trên VOV Giao thông. Và khi mà những cái chỉ dấu cho thấy là cái nhu cầu của khán giả đối với chương trình suy giảm, chúng tôi lập tức có những cái format thay thế, chứ không thể duy trì những chương trình mà không còn sức sống đối với thính giả. Ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2 lần đầu tiên được công bố ở Hội nghị Toàn thể Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO năm 2011. Kể từ đó đến nay, ngày 13 tháng 2 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn để kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới nhằm tôn vinh và đề cao vai trò của phát thanh trong cuộc sống hiện đại.